trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái kỹ thuật rất là thú vị tên là ảo viết. Ảo tức là không có thật, viết tức là viết. Ảo viết nghĩa là sao? Thầy thấy có những người á, có những cái dữ liệu mình không nhớ, mình lấy giấy bút rồi mình ghi ghi ghi. Ví dụ như tiếng Anh, ghi chừng nào thuộc thì thôi. Nó vừa tốn giấy mà nó vừa tốn thời gian. Bây giờ thầy chỉ cho một cái chiêu, đó là ảo viết. Ảo viết nghĩa là sao? Ví dụ như cái từ vó mịt, nó gồm có 5 âm, đó là V-O-M-I-T. Thì bây giờ thay vì mình viết trên giấy chừng nào thuộc thì thôi, thì bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại đi. Rồi đưa cái ngón trỏ ra phía trước như thầy nè. Sau đó mình muốn học cái từ vó mịt này, mình hãy tưởng tượng nhắm mắt lại cho chặt nha. Mình hãy tưởng tượng trước mặt của mình đang có một cái bảng màu trắng. Rồi sau đó ngón tay của mình nó biến thành một cái bút lông màu đỏ. Bắt đầu mình viết nè. V O M I T. Tức là mình viết như thể là mình đang cầm cái bút lông mình viết gì đó. V O M I T. Nhớ là mình nói tới đâu, trong đầu mình tưởng tượng ra cái chữ viết và cái miệng của mình phải đọc lên. V O M I T. V O M I T. Đó, mình cứ viết liên tục, miệng mình đọc như vậy. Để cho nó chắc âm thì mình sẽ làm ngược lại. T I M O V. T I M O V. T I M O V. Tức là mình hãy tưởng tượng mình đang viết thật sự. Và cái phương pháp này nó hay ở chỗ là chúng ta phải rất là tập trung chúng ta mới viết được. Xuôi, ngược, mỗi lần như vậy, mỗi hướng như vậy là 5 lần. Các bạn sẽ nhớ cái từ đó một cách dễ dàng. Và nhớ viết nhanh càng tốt. Bởi vì mình viết xuôi rồi mình viết ngược lại mà nhanh, có nghĩa là mình đã thuộc, mình mới viết nhanh được. Sau đó mình mở mắt ra, mình cầm cái bút viết cái là y bon luôn. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn học công thức toán học mà khó nhớ quá, các bạn cũng thể nhắm mắt lại. Ví dụ như vừa nói là diện tích hình bình hành S bằng A nhân H. Diện tích hình bình hành S bằng A nhân H. H nhân A bằng S. H nhân A bằng S. Các bạn hình như ý thầy đó không? Tức là cái công thức nào khó nhớ, kiến thức nào khó nhớ là mình cứ viết xuôi, viết ngược rồi mình tưởng tượng nó chạy cái chữ đó trong đầu của mình. Cứ mỗi lần mình làm vậy 5 lần, tối thiểu là 5 lần. Có người hỏi 10 lần được không thầy? Được. Nếu mình muốn nó khắc sâu vào não của mình, cứ nhắm mắt lại, tưởng tượng phía trước có cái bảng và tưởng tượng ngón tay của mình nó thành cái bút, mình viết xuôi, mình viết ngược. Khi nào mình viết xuôi cũng được, viết ngược cũng được mà rất là nhanh thì chứng tỏ là mình đã thuộc rồi. Mình nhớ kết hợp với việc đọc to nhé. Đó là phương pháp ảo viết. Nhớ là viết xuôi và viết ngược tối thiểu là 5 lần mỗi chiều nhé.